Quý khán giả thân mến, công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 nhấn mạnh, đó là hiện nay xuất hiện tâm lý chủ quan lơ là tại nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, trong khi trên thế giới thì dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, khó lường và đã bùng phát trở lại tại một số quốc gia. Vaccine, khẩu trang, khử khuẩn được xem là quy định cứng trong phòng dịch COVID hiện nay. Ngoài ra, theo Bộ Y tế, thông điệp 5K vẫn được khuyến cáo áp dụng khi có biến chủng mới. Vì vậy, mọi người nên tuân thủ tốt quy định V cộng 2K, tức là vaccine cộng khẩu trang cộng khử khuẩn, nhằm bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Những hình ảnh này chúng tôi ghi tại khu vực Bến Ninh Kiều vào sáng nay 26 tháng 7. Đây là những đoàn khách du lịch đến từ các tỉnh thành trong cả nước. Bên cạnh một số người không đeo khẩu trang thì vẫn có nhiều người tuân thủ rất tốt. Đặc biệt, luôn đeo khẩu trang xuyên suốt trong chuyến hành trình của mình khi tham quan các điểm du lịch hoặc nơi đông người. Bọn em đi một tuyến đường dài từ Hà Nội vào trong Sài Gòn xong vào xuống Cần Thơ. Thì hầu như những chặng đường nào thì bọn em cũng đều là có ý thức là đeo khẩu trang suốt quá trình, trừ những lúc mà mình ăn uống. Dịch bệnh vẫn chưa hết hẳn đấy. Đeo khẩu trang thì cũng an toàn cho mình và cho mọi người thôi. Thì dịch vợ cái giờ dịch cái biến chủng COVID nó mới nó vẫn còn lại xuất hiện nên là mình cứ đeo cho nó an toàn anh ạ. Trong thời gian gần đây, mà đặc biệt là từ khi cả nước bắt đầu thích ứng với trạng thái bình thường mới, thì một bộ phận người dân xem nhẹ việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Chúng ta rất dễ bắt gặp hình ảnh đám đông người tại các công viên, bến tàu, khu điểm du lịch hay chợ truyền thống, nhưng không đeo khẩu trang hoặc chỉ đeo cho có. Thấy có nhiều người không đeo, tại vì nhà nước chưa có ra quyết định hủy bỏ đó, thành ra tôi phải chấp hành. Tại vì bệnh đó không phải là một chỗ mà nhiều chỗ á, thành ra mình đề phòng cho mình tốt hơn. Thì em cũng thấy nhiều người họ không đeo, nhưng mà họ nghĩ là họ chơi chủ quan ấy. Thì đeo thì nó cũng tốt thôi. Những người họ không đeo thì họ nghĩ là không có vấn đề gì, nhưng mà nhỡ đi ra những nơi đông người như này có những dịch bệnh mình không biết được anh ạ. Thời gian vừa qua thì là người dân thì có cái dấu hiệu lơ là, nhất là khi ở những cái nơi mà tụ tập những nơi đám đông, thì khuyến cáo thì mỗi người dân chúng ta nên cái tuân thủ cái quy định của ngành y tế, đó là việc đeo khẩu trang để vừa đảm bảo cái sức khỏe cho bản thân và cũng là để là phòng ngừa cho cái cộng đồng và những người xung quanh một cách tốt nhất. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã được khống chế, tuy nhiên nguy cơ tái phát và lây nhiễm vẫn còn. Chính vì vậy, vaccine, khẩu trang và khử khuẩn là rất cần thiết, nhất là việc đeo khẩu trang nơi đông người, nên được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc nhằm góp phần phòng ngừa hiệu quả sự lây nhiễm của dịch bệnh.